Nam em công khai theo phe bà Phương Hằng, bức xúc khi nghe án tù 3 năm, đã điệu người sống giả tạo. Hoa khôi Nam em vừa có những chia sẻ thẳng thắn trên trang cá nhân, công khai tuyên bố ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng, còn đăng đèn đã điệu thêm những người sống giả tạo, buồn vì người tốt lại phải đi tù. Tối ngày 21 tháng 9, cộng đồng mạng cả nước đồng loạt xôn xao trước thông tin bà Nguyễn Phương Hằng chính thức nhận bản án 3 năm tù. Trước đó, bà cũng đã thực hiện thời gian tạm giam 18 tháng. Thông tin này khiến dân tình tranh cãi gay gắt bởi nhiều người cho rằng bà hằng hoàn toàn xứng đáng được tại ngoại thời gian tạm giam là đã quá đủ với tội danh mà bà đã vấp phải tuy nhiên luật pháp thì phải chấp hành tại phiên xét xử bà chủ đại nam cũng chấp thuận và không hề có bất kỳ ý kiến nào theo đó lý do khiến hiện tượng mạng nguyễn phương hằng được dân mạng cả nước quan tâm chú ý là bởi bà chính là người đầu tiên và hiếm hoi công khai vạch trần hàng loạt mặt tối tâm của thế giới showbiz nhiều siêu sao hàng a của việt nam đều phải lao đào dưới những tiếng nói của bà hằng Cụ thể, thời điểm năm 2021, bà Phương Hằng đã sử dụng hình thức livestream lên mạng xã hội để truyền bá những thông tin gây hoang mang dư luận. Trong số đó, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, vợ chồng công vinh Thủy Tiên, Vi Oanh, Đàm Vĩnh Hưng đều bị bà Hằng lôi vào cuộc. Những nghệ sĩ này đều bị khán giả quay lưng, chỉ trích thậm tệ suốt nhiều năm liền vì bị bà chủ đại nam tố là ăn chặn tiền từ thiện, sống giả tạo, ăn gian nói dối, lấy tiền của mạnh thường quân quyên góp, sau đó sử dụng vào mục đích riêng với những bằng chứng xác thực, bà Hằng đã chiếm được lòng tin của công chúng. Cư dân mạng đều gay gắt chỉ trích và yêu cầu các nghệ sĩ phải ra mặt để sao kê ngân hàng. Tiếng tâm ngày càng đi xa, khiến bà Hằng bị nhiều thế lực công kích, nhất là phe nghệ sĩ. Từ đó, bà Phương Hằng lại có thêm nhiều live stream, có phép ngôn đi quá xa, ảnh hưởng đến các tổ chức và có hơi hướng chống phá. Sau khi bị nhà nước bắt tạm giam 18 tháng, thì phiên xét xử sơ thẩm mới đây cũng đã kết án bà Hằng 3 năm tù. Tại phiên tòa, bà Hằng thừa nhận lỗi lầm của mình đối với những phát ngôn, nhưng với các nghệ sĩ thì bà nhất quyết không nói lời xin lỗi. Nguyễn Phương Hằng còn được cư dân mạng cả nước đặt cho là phe chính nghĩa. Mất án 3 năm tù của bà cũng khiến nhiều người không đồng tình. Bởi bà chủ đại nam, nếu nhìn lại cả hành trình của bà, thì bà đã giúp ích được rất nhiều cho nhà nước, có ích cho xã hội, từng bỏ tiền túi ra để xây dựng, tạo quỹ từ thiện, giúp đỡ nhà nước trong thời kỳ dịch bệnh. Chính vì thế, bà Phương Hằng rất được lòng dân chúng. Dưới ông màu sự việc thì mới đây, Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015, Nam Em, lại có bài đăng gây xôn xao trên trang cá nhân. Theo đó, người tình sân khấu của Bạch Công Khanh đã trực tiếp nhắc đến tên của bà Hằng, chia sẻ theo quan điểm, phe chính nghĩa, bức xúc vì những người sống tốt lại phải đi tù, còn người sống giả tạo thì lại nhẫn nhơ. Theo đó, Nam Em đã chia sẻ lại một đoạn video bà Phương Hằng ở phiên toàn ngày 21 tháng 9, kèm theo đó là dòng trạng thái Tôi về phe cô Hằng nha, Bây giờ ai cũng thích sự giả tạo Con người sống thật sống tốt Thì cho đi tù Lời công khai theo phe bà Hằng Cùng với việc đã điệu lối sống giả tạo Từ phía của nam em Đã khiến cộng đồng mạng vô cùng xôn xao Nhiều người còn cho rằng Người đẹp gốc tiền giang Đang có những phép ngôn quá liều lĩnh Nam em cũng là nghệ sĩ hiếm hoi Và dường như là duy nhất Dám nói lên tiếng nói của mình Về phiên tòa đầy ồn màu này Hơn nữa bản thân nam em Cũng là một người nghệ sĩ Việc cô công khai theo phe bà Hằng Chống lại những đồng nghiệp xích mích với bà chủ đại nam khiến chân tình phải trố mắt ngạc nhiên tuy nhiên cư dân mạng cũng cho rằng không chỉ riêng nam em mà bất kỳ ai cũng có quyền nêu lên quan điểm cá nhân của mình vì vậy việc chăn dài chia sẻ dòng trạng thái trên thì cũng hết sức bình thường <laughs>